15 nhá. Hôm nay thì em đến thác bay, đây là gần thác bay rồi. Em gặp một cây lang giả hạt nhé các bác nhé. Nhưng mà mùa này thì nó xuống lá, nó rụng lá hết đấy các bác nhé. Đấy, mình đứng dưới cây như này. Ui, cây này lắm, sợ lắm. Mình đứng như thế này thôi nhé. Rất là cao mà. Đây này, có một cái kỳ này. Không phải kỳ trên đầu này. Đấy, khá là đẹp nhé các bác nhé. Đây là kỳ, kỳ giả hàng các bác ơi. Là có một cái dề là ở đây nhá. Đấy, thì giờ mình sẽ bóc luôn, bóc ra nó tờ rồi. Thân này thì năm trước thì nó ra hoa rồi, 2018 ra hoa rồi. Thì em sẽ bóc cái này ra. Ôi, đáng sợ đó. Rồi. Rồi. Chừng cái khô khô này thôi. Ôi rồi. Được rồi. Chừng cái cây khô này. Dễ bán đi trên này thôi nhá. Đấy, dễ đi rất là xa và rất là khỏe. Đấy. Một cây thôi. Là một dễ thôi nhá. Đấy. Thân này dài khoảng 50 cm. Và cái thân tơ này sao mà nó yếu quá đi, nó ngắn quá này. Đấy, rụng lá hết, còn một lá này là vàng hết rồi. Rồi, thân xong là nhỏ thế. Đấy, đẹp đẹp lắm các bạn. Ok luôn. Rồi, chào các bác ạ. À.